Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại cửa hàng xe máy Phương Nam mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ lên giới thiệu cho anh em một chiếc Repel anh em nhé. Dòng này là dòng Repel USA phiên bản 170 anh em. Bản đĩa trước đĩa sau đầy đủ hết nha anh em nhé. Đăng ký 2011, hiện tại đăng ký biển Nha Trang 79L106664. Repel thì tất cả những dòng Repel 125 phân khối trở lên là đều sẽ là dòng máy đôi nha anh em. Con này là 170 thì cũng không ngoại lệ. Máy đôi hai bô hai máy anh em nhá. Liền lá thắng đĩa này. Bắt đầu vào phần chi tiết nha anh em. Con này thì chính xác là đăng ký từ 2011 đến giờ nhé. Lốp cực kỳ dày gai này. Liền cây nhá. Dòng này là dòng máy đôi. Hai bộ chế anh em nhá, hai máy. Anh em thấy Repel úi ra hai bô hai bên. Con này thì nói chung là nó nghiêng về phần bô hay nhiều anh em nhé. Lổ tiếng bô thì máy nó rộng lên rộng xuống, bô nghe cực kỳ hay luôn. Thì qua những năm tháng sử dụng thì nước sơn nước xi thì nó có hơi bong chóc nhưng mà không đáng kể đâu anh em. Mua về anh em nào mà để đi chơi đi hơi hồ thì nói chung là vẫn kèn sờ beng lắm. Bây giờ mình sẽ thử test máy cho anh em mình tham khảo tiếng máy nhé. Tiếng máy hay lắm nha anh em. Máy đôi của nó nghe rất là hay luôn nha anh em. Xe đang nổ máy đôi. Còi đèn đề xi nhan mọi thứ đều hoạt động đầy đủ hết anh em nhé. Không thấy cái gì. Xi nhan trái phải bên sau. Ba cốt đầy đủ hết nhá. Anh em nào mà có thiện chí với chiếc Repel 170 này. Thì anh em cứ để lại bình luận giúp mình. Hoặc nhắn tin qua số Zalo, số điện thoại nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.